Sau khi tiếp quản BMW và Mini, mối lương duyên giữa Trường Hải Thaco và BMW Motorrad bắt đầu từ tháng 5 năm 2018 trong sự hoài nghi của giới phân tích. Bởi lẽ, dù là nhà phân phối ô tô khá mắt tay, nhưng bản thân Thaco lại chưa có kinh nghiệm kinh doanh các dòng mô tô phân khối lớn. Trong khi đó, BMW Motorrad dù gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thành tích tương xứng. Thậm chí trước khi về tay Thaco, BMW Motorrad còn có khoảng thời gian gần một năm gián đoạn kinh doanh tại Việt Nam sau một số lùm xùm không đáng có. Đây rõ ràng là khó khăn bước đầu của thương hiệu hai bánh đến từ Đức cũng như nhà nhập khẩu Việt Nam trong việc làm thế nào để BMW Motorrad phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Để tìm hiểu về kế hoạch cũng như chiến lược sắp tới của BMW Motorrad tại Việt Nam, Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn CEO BMW Motorrad, ông Marcus Graham. Ông có thể so sánh BMW Motorrad với các đối thủ khác trên thị trường hiện nay? Thật ra để đưa ra so sánh toàn diện trên toàn cầu rất khó, bởi chúng tôi có những đối thủ riêng. Chẳng hạn như ở thị trường Mỹ là Harley Davidson. Tại châu Âu, chúng tôi đang dẫn đầu thị trường, trong khi ở khu vực Đông Nam Á, chúng tôi có những đối thủ khác. Để trả lời câu hỏi tổng quát, có thể nói mục tiêu của chúng tôi là luôn muốn trở thành người dẫn đầu thị trường. Ông đánh giá như thế nào về thị trường xe phân khối lớn tại Việt Nam? Nhìn chung, khu vực Đông Nam Á có dung lượng thị trường về xe phân khối lớn không bằng những khu vực khác, nhưng tốc độ tăng trưởng lại rất nhanh. Vì vậy, đây là một tiềm năng rất lớn. Ở Việt Nam, số người đam mê xe phân khối lớn vẫn còn hạn chế, nhưng đang tiếp tục tăng lên nữa, và đó chính là lợi thế. Ông nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với BMW Motorrad? Thị trường Việt Nam rất quan trọng đối với BMW Motorrad. Tại đây, thị trường xe máy luôn có tỷ lệ tăng trưởng rất cao. Các bạn có thể thấy, dân số Việt Nam xấp xỉ 100 triệu người và dân số đang rất trẻ. Lứa tuổi chiếm đa số là 30, cho nên chúng tôi thấy một tương lai rất tươi sáng ở thị trường này. Đó là lý do tôi có mặt ở Việt Nam ngày hôm nay, và đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tôi với cương vị là giám đốc BMW Motorrad toàn cầu. Ông có hài lòng và tin tưởng khi BMW Motorrad hoạt động tại Việt Nam? Chúng tôi hạnh phúc vì ở đây chúng tôi có một đối tác tốt là Thaco, mà đứng đầu là ông Trần Bá Dương. Bản thân tôi đã thảo luận với ông Dương nhiều điều. Như các bạn đã biết, hai bên chỉ mới hợp tác vào đầu năm nay, từ tháng 5 năm 2018. Thị trường Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác với Thaco sẽ giúp chúng tôi phát triển tốt. Bởi Thaco là một công ty chuyên nghiệp, họ có niềm tin và đam mê với thị trường này. Đó là cơ sở để chúng tôi tin rằng có thể phát triển tốt ở đây. Mr. Jung, and I'm very happy that we have a strong partnership. BMW Motorrad sẽ làm gì để đẩy mạnh phát triển tại thị trường Việt Nam trong những năm tới? Có hai mục tiêu chính mà chúng tôi muốn đẩy mạnh. Thứ nhất là hệ thống phân phối dịch vụ, và thứ hai là tiếp tục phát triển thương hiệu. Về mục tiêu thứ nhất, chúng tôi xác định phải mở thêm nhiều đại lý khác. Còn về mục tiêu thứ hai, chúng tôi sẽ cố gắng đưa BMW Motorrad trở thành một trong những thương hiệu được mọi người luôn chờ đợi tại Việt Nam. Những mẫu xe mới BMW Motorrad sẽ tung ra thị trường Việt Nam. Về sản phẩm tương lai thì thật sự khó để tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói rằng, sắp tới chúng tôi sẽ ra mắt một mẫu xe mới thuộc dòng BMW GS. Dòng BMW GS này sử dụng công nghệ và tích hợp những tính năng mới. Tôi nghĩ đây sẽ là mẫu xe thu hút khách hàng Việt Nam. Tại Việt Nam, theo ông thì BMW Motorrad có những lợi thế gì để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe phân khối lớn như Ducati, Kawasaki, Honda hay Yamaha? Chúng tôi sẽ đưa ra rất nhiều sản phẩm, nhưng khó có thể nói tên sản phẩm cụ thể. Ngoài niềm tin về chất lượng sản phẩm, chúng tôi cũng có cách tiếp cận thị trường và khách hàng riêng. Mọi thứ sẽ trở thành hiện thực vào năm sau.
Về phía Việt Nam, thanh niên cũng có cuộc trò chuyện ngắn với ông Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco, người góp công sức không nhỏ trong việc đưa các thương hiệu thuộc tập đoàn BMW Đức trở lại thị trường Việt Nam sau nhiều biến cố. Chia sẻ với thanh niên, người đại diện Thaco cũng bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào sự hợp tác lần này giữa hai thương hiệu. Đối tác của tập đoàn BMW thì chúng tôi làm toàn diện, cả từ BMW xe hơi, Mini và BMW Moto. Cái ký kết cụ thể với BMW Moto thì cũng mới vừa tháng 5 vừa rồi. Và khi chúng tôi thử nghiệm vào thị trường thì ngay chính cá nhân tôi cũng rất là bất ngờ khi mà chúng tôi chỉ có kịp về xe để giao những cái đơn hàng mà khách hàng đã chọn lựa và đặt từ trước. Có nghĩa là cái BMW Moto là rất biết đến rất là nhiều và được rất là nhiều người ưa chuộng. Cá nhân tôi thì không chỉ là bất ngờ mà còn là hết sức ngạc nhiên, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi làm BMW thì chúng tôi phải làm BMW Moto. Và từ chỉ về mấy đơn hàng thì chúng tôi đã bán được 206 xe. Và cái đợt này chúng tôi bên BMW cũng chỉ cung cấp được thêm khoảng hơn 100 xe nữa. Thì năm nay chúng tôi bán ra khoảng 350 xe. Và ở đây thì cũng mở ra một cái tiềm năng về cái xe phân khối lớn.